lối đá rất đẹp, rất đẹp và rất quyến rũ. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã đến với các cầu thủ U19 Việt Nam. Đúng là một lối đá rất đẹp, một lối đá khiến cho biết bao con tim yêu bóng đá của Việt Nam phải rung động. Pha băng lên của Hoàng Thanh Tùng. Thêm một tình huống mang lại rất nhiều cảm xúc ở trên sân của các cầu thủ U19 Việt Nam. Sự tiếc nuối của ông Đoàn Huy Đức, người đã có rất nhiều tâm huyết với Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG, để giờ đây đội tuyển U19 Việt Nam mới có sự hùng mạnh, mới có sự quyến rũ như thế này. Không ngạc nhiên khi người thực hiện cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Lại là Công Phượng, số 10 của U19 Việt Nam len lỏi giữa hàng phòng ngự đối phương, phối hợp 1-2 với một người đồng đội của mình và thực hiện một tình huống qua người. Để một bóng nguy hiểm, đó là số 7 Jacopo. Quá nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ AS Roma. Cơ hội đầu tiên và là cơ hội duy nhất kể từ đầu trận đối với AS Roma. Chịu lép vế về mặt thế trận, nhưng U19 AS Roma cho thấy sự hiệu quả rất lớn ở pha bóng vừa rồi. Chỉ cần một cơ hội duy nhất thôi, họ đã có được bàn thắng. Đúng là chất hiệu quả của bóng đá Italia. Trước khi Gianni Valero mở tỷ số cho U19 AS Roma thì Vede Daniele cũng đã thể hiện. Đúng vào vị trí của thủ thành Lorenzo. Công Phượng, Lê Văn Sơn. Không được. Penalty. Penalty cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Cơ hội tuyệt vời để chúng ta có được bàn thắng tự hòa. Pha bóng cho thấy sự nghiêm khắc và chính xác của trọng tài Kim Dae-yong người Hàn Quốc. Một quả penalty xứng đáng dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực không thành thì đây là cơ hội tốt nhất để các cầu thủ của chúng ta có được bàn thắng cơ hòa. Bình tĩnh đánh lừa thủ môn đối phương. Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ U19 Việt Nam sau pha dứt điểm nhẹ nhàng của Lê Văn Sơn. Một không khí sôi động, một sự bùng nổ đang đến ở trên các khán đài của sân vận động Thống Nhất. Bàn thắng hoàn toàn xứng đáng với các cầu thủ U19 Việt Nam. Các cầu thủ chúng ta vẫn đang là đội bóng có thế trận tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội rõ ràng hơn so với đối thủ. Cực kỳ bình tĩnh khi Lê Văn Sơn đối đầu với Loren. Công Phượng. Dứt điểm. Không vào. Văn Toàn đột phá, dứt điểm, không vào.
Chúng ta lại chứng kiến pha đột phá của Công Phượng. Công Phượng có khả năng gây đột biến rất tốt, kể cả ngoài hay bên trong vòng cấm địa của đối phương. Mà chắc chắn kể từ đầu trận đến giờ thì các cầu thủ U19 AS Roma hiểu được sự nguy hiểm của Công Phượng. Hiểu. Jacopo, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Nguy hiểm quá. Như vậy là một lần nữa các cầu thủ AS Roma vươn lên dẫn trước. Đúng là đặc biệt đáng sợ với những tình huống phản công của đội bóng này. Quá sắc, quá gọn gàng và quá nguy hiểm. Đường truyền của Jacopo dành cho Luca. Và Luca sau đó cũng đã tạo điều kiện rất tốt để Valerio ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu này. Công Phượng không vào. Bóng đã đập vào một cầu thủ của U19 AS Roma. Và giờ đây là một quả đá phạt góc cho U19 Việt Nam. Đó là pha xử lý của Simone. Tuấn Anh. Cơ hội. Đường truyền rất nhanh của Xuân Trường. Vậy là một quả penalty ra. Không vào. Tuấn Anh. Dứt điểm đó. Không vào. Pha phối hợp đẹp để mang tới cơ hội cho các cầu thủ U19 Việt Nam.